Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dược sĩ Việt. Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu bệnh tiểu đường là gì, các biến chứng của bệnh tiểu đường. Ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chế độ ăn dành cho người tiểu đường các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì tiểu đường là căn bệnh mãn tính không lây và hiện nay thì không thể chữa khỏi một cách dứt điểm được. Chúng ta phải sống chung với nó cả đời. Vậy thì mục đích của video ngày hôm nay mình truyền tải đó là chúng ta sẽ tập ăn uống làm sao để sống như một người bình thường. Nếu như chúng ta điều trị đúng và theo dõi đúng thì có thể giảm tốc độ biến chứng và kéo dài thời gian ổn định của bệnh tiểu đường. Ví dụ như là nếu như chúng ta bị tiểu đường mà không điều trị đúng thì chỉ cần 10 năm là sẽ gây ra các biến chứng rất nặng. Nhưng nếu điều trị đúng thì có thể kéo dài tới 40 năm, thậm chí là biến chứng không xảy ra hoặc xảy ra thì cũng rất nhẹ. Nhờ đó mà chúng ta giữ vững được khả năng hoạt động thể chất cũng như trí tuệ và chất lượng cuộc sống. Ok, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường nhé. Với chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường, chúng ta có 3 nguyên tắc quan trọng sau. 1. Khẩu phần ăn tương đương với người bình thường. 2. Ăn hình nhiều bữa trong ngày. 3. Chọn thực phẩm có GI thấp. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng phần. 1. Khẩu phần ăn tương đương với người bình thường. Các bạn nhớ là tiểu đường bây giờ thì không được nhịn ăn. Chúng ta ăn tương đương với người bình thường, nhưng chúng ta sẽ áp dụng một số biện pháp để không làm tăng đường huyết quá nhanh. Ở đây thì sẽ tùy vào thể trạng hiện tại của người bệnh mà chúng ta sẽ đưa ra khẩu phần ăn hợp lý. Với người thừa cân béo phì thì sẽ ăn ít hơn 25 calo trên kg trên ngày. Người suy dinh dưỡng thì sẽ ăn nhiều hơn 35 calo trên kg trên ngày. Với người có thể trạng bình thường thì ăn trung bình 30 calo trên kg trên ngày. Đầu tiên thì chúng ta phải tự xem mình thuộc loại nào, béo phì, suy dinh dưỡng hay là bình thường đã. Sau đó thì ta sẽ lấy số kilo nhân với các số trên. Ai bình thường thì nhân với 30, ai béo phì thì ăn ít hơn một chút, chúng ta nhân với 25. Còn suy dinh dưỡng thì phải ăn nhiều hơn một chút, ta sẽ nhân với 35. Ví dụ như là có một bác trai cao 1m60, nặng 50kg và bị mắc tiểu đường. Thì với bác trai trên, vì là người có cân nặng bình thường nên bác ấy sẽ ăn 50 x 30 bằng 1.500 calo trên ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Dược sĩ Việt. Nếu thấy nó hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Với người không bị tiểu đường thì thường ăn 3 bữa trên một ngày. Nhưng với người tiểu đường thì chúng ta phải chia ra ăn làm 5 bữa trên ngày. Ở ví dụ trên thì bác trai phải ăn là 1.500 calo trên ngày. Chia ra làm 5 bữa thì mỗi bữa sẽ tương đương là 300 calo. Mình lấy ví dụ như là một chén cơm thì sẽ có khoảng 200 calo, thì chúng ta ăn kèm thêm một chút thức ăn thì sẽ là 300 calo. Hay là một tô phở thì có khoảng 500 calo, thì chúng ta ăn 2/3 tô phở thôi. Hay là một ly sữa 200ml thì chứa khoảng 150 calo, thì chúng ta uống ly sữa kèm với một hoặc hai cái bánh quy là sẽ đủ 300 calo rồi. Và quan trọng hơn là sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem tại sao người tiểu đường lại phải chia nhỏ bữa ăn. Khi chúng ta ăn thì đường huyết của chúng ta sẽ tăng lên, sau đó đường sẽ được tế bào sử dụng và nó sẽ giảm xuống. Và đường màu xanh chính là chỉ số đường huyết bình thường mà chúng ta có khi chúng ta ăn các bữa ăn nhỏ. Còn khi chúng ta ăn các bữa lớn thì sao ạ? Bữa lớn tức là bữa có chứa 600 đến 800 calo, nó gấp đôi, gấp 3 bữa nhỏ mà chúng ta ăn. Thì đường sẽ dồn lại quá nhiều và sẽ đẩy đường huyết đến mức cao hơn mức bình thường, chính là vùng màu đỏ phía trên. Còn sau đó thì xa xa chúng ta mới ăn bữa thứ hai, lúc đó đường huyết lại tụt xuống thấp dưới mức bình thường, chính là vùng màu đỏ phía dưới. Hai cái đỉnh rất cao và rất thấp trên hình thể hiện lúc đường cao nhất và thấp nhất. Đó cũng chính là lúc biến chứng của tiểu đường dễ xảy ra nhất. Như vậy thì chúng ta có thể thấy việc chia nhỏ bữa ăn là rất quan trọng, có phải không ạ? Chia nhỏ bữa ăn giúp ổn định đường huyết, tránh đường huyết không quá cao hoặc quá thấp gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Phần 3 đó là phải chọn thực phẩm có chỉ số GI thấp. GI thì các bạn có thể hiểu đó là một chỉ số người ta dùng để đo khi chúng ta ăn các loại thức ăn nào đó thì chỉ số đường huyết của chúng ta tăng lên bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta ăn đường trắng thì đường huyết của chúng ta tăng nhanh thì người ta nói là đường trắng có GI cao. Ngược lại, chúng ta ăn rau cải hay các loại rau xanh thì đường huyết tăng chậm, thì các loại rau cải hay là rau xanh đó thì có chỉ số GI thấp. GI trong thực phẩm thì được chia ra làm 3 nhóm: nhóm cao, nhóm trung bình và nhóm thấp. Và dưới đây là một số thực phẩm kèm theo chỉ số GI thông dụng hàng ngày. GI cao thì ví dụ như là dưa hấu, cơm trắng. GI trung bình như là cơm gạo nứt, dứa. GI thấp như là táo, yến mạch,
khoai lang, sữa không đường. Tóm lại, ở người bệnh tiểu đường thì chúng ta không cần phải kiêng khem khổ sở, mà chúng ta có thể ăn uống như người bình thường và chú ý thêm 3 điều mà mình đã nêu ở trên: ăn đủ calo, chia nhỏ bữa ăn và chọn thức ăn có GI thấp. Tất nhiên là người bệnh tiểu đường thì kiêng tuyệt đối rượu mạnh, bia, thuốc lá và các chất kích thích. Người tiểu đường thì nên tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng như là đạp xe, đi bộ, tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe. Để tham khảo thêm một số thực đơn cho người bệnh tiểu đường, mời các bạn ghé thăm trang Facebook của Dược sĩ Việt nhé. Mình sẽ có một bài viết chi tiết hơn về các bữa ăn ở bên đó và kèm theo một số ví dụ nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ cho người cần đến video này nhé. Và đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.